Ok anh em, nay tôi sẽ đi cày full các kỹ năng của thợ sửa tàu trong Blood Food. Đầu tiên là kỹ năng nhặt gỗ. Kỹ năng này giúp tăng số gỗ khi chặt cây và tăng tỷ lệ rơi ra gỗ. Tiếp theo là kỹ năng chuyên gia đóng tàu. Kỹ năng này sẽ tăng cho anh em lượng máu khi sửa tàu. Tiếp tục là kỹ năng thợ sửa thân tàu. Đây là kỹ năng cho anh em sửa những chỗ hư hại của con tàu, từ đó máu của con thuyền sẽ hồi nhiều hơn. Cuối cùng là kỹ năng đóng tàu tới chết. Kỹ năng sẽ giúp anh em không bị ngắt quá trình sửa tàu khi nhận sát tương. Và đó là toàn bộ các kỹ năng sửa tàu trong update mới này.